Khi nhắc đến trang sức cao cấp, những món phụ kiện kim cương đắt đỏ không chỉ giúp tôn vinh vẻ đẹp sang trọng, cao quý của người đeo mà còn mang đến dấu ấn cá nhân hóa trên sản phẩm, tạo nét riêng biệt. Trong số đó, dây chuyền vàng trắng đính viên trụ 7-2 chính là biểu tượng của sự hoàn mỹ, quý phái và đẳng cấp vượt thời gian mà bất kỳ quý cô nào cũng khao khát. Dây chuyền vàng trắng luôn là lựa chọn hàng đầu cho những ai yêu thích vẻ đẹp hiện đại, thanh lịch mà không kém phần sang trọng, tinh tế. Dây chuyền vàng trắng đính viên trụ 7-2 chế tác từ vàng trắng nguyên khối AU750. Sợi dây chuyền này mang đến vẻ đẹp sang trọng, quý phái với khả năng đính kết kim cương tỉ mỉ, hoàn hảo đến từng chi tiết. Ngoài ra, chất liệu vàng trắng AU750 không chỉ mang lại giá trị cao về mặt chất liệu mà còn thể hiện sự bền vững, giữ được độ sáng đẹp và sắc trắng lâu dài. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.